nó bấm cái nổ. Xe đồ giờ không phải như hồi xưa đâu. Rồi nẹt vừa thôi, nẹt ồn quá người ta chửi chết. Rồi vậy là chào tạm biệt 500 anh em YouTube. Kết thúc xe Winner 65 Gen Vin. Rồi chào 500 anh em YouTube. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành là máy 65 cho Honda Winner 150. Thì xe này hồi đó là mình có cứu em trai chủ xe mình canh lại cấu hình. Khi mà em trai chủ xe đang đi cấu hình 62. Nhưng mà em mở khóa giùm anh nha. Nhưng mà chạy không có được á. Thì mình có chữa lại giúp giùm em trai. Thì sau đó thì em trai đi cũng được 5 2 năm gì rồi các bạn, nói chung cũng khá bền. Thì giờ là em trai sẽ tiến hành nâng cấp lên là cấu hình 65 Gen Vin. Và sau khi mình canh lại cũng 2 năm á thì cái xe còn rất là êm nha các bạn. Giờ xe chưa hư á, nhưng mà em cho chủ xe úp lên cấu hình 65 chạy nhẹ, rê nhẹ nhàng. Cảm ơn mọi người. Rồi chào 500 anh em YouTube. Thì hôm nay là mình sẽ tiến hành ráp máy Winner 65 Gen Vin cho em trai Bình Định. Thì đầu tiên á là trước khi mà vô làm á thì em trai có dặn mình, và những cái này các bạn phải dặn mình nha. Ốc xe nhớt của em trai bị hư thì em trai có dặn là anh Tây nhớ làm lại giùm em ốc xe nhớt. Thì mình đi đắp hàng vô mà mình làm lại lỗ ốc xe nhớt, cái này rất là quan trọng nha các bạn. Nếu mà không làm xe sẽ nhớt hoài không có khắc phục được. Rồi sau đó là mình đã rửa hai cái lốc sạch sẽ hết. Sau khi rửa mình sẽ thay bạc đạn máy NTN đúng của Nhật, mát hình da băng hết toàn bộ đó. Và cái nào không có thì sẽ thay thế bằng SKF. Và nhân đây mình cũng rút kinh nghiệm luôn, thì mình cũng chia sẻ cái này là kinh nghiệm cá nhân riêng thôi, giống như mỗi lò. Thì riêng mình đó, mình cảm thấy là xe Winner mà gỡ ra chỉ máy thay bạc đạn dơn á là ngon nhất. Và nhất là cái bạc đạn dơn ngay chỗ cúc nồi này nè. Thì nếu mà thay bạc đạn đó thì cái xe buông da ra rất là thoải mái và dễ chịu. Ai tin tin không tin cũng phải tin. Rồi nồi Uma Winner trên xe này có sẵn, mình canh lại. Thì đợt này chủ xe này rất là hên là mình xài lá bố Winner mà nhập Thái Lan luôn. Bởi vì trong quá trình mình làm mấy xe full led đồ á, mình cũng tìm kiếm và mình săn được là đúng bố Honda Winner Thái Lan. Lá sắt là mình xài lá sắt Vin Thái Lan xịn luôn. Là full bộ nội đây, lá bố và lá sắt là mình xài Vin hết. Thì có rất là nhiều người, và nói chung bất kỳ xe nào cũng vậy á, thì sẽ có người làm lá bố độ và có người sẽ làm lá bố Vin. Thì nó tùy vô cách xử lý và nó tùy vô cách thức canh hoặc là cái kinh tế túi tiền của chủ xe. Mình thì mình sử dụng là lá bố và lá sắt Vin từ hồi đó tới giờ. Bơm nhớt là mình sẽ lên một cái bơm nhớt rất leo để cho nó bơm mạnh hơn. Xe này á thì mình sẽ sử dụng là lồng sim SAG 2000. Đây là lồng sim SAG 2000. Bê tông này là bê tông nhôm nén có mạ cái lớp màu đen chống nhiệt ở trên, và bê tông này mình sử dụng rất là lâu rồi ha. Đó thì cái này mình móc mắt bê tông để mình đi xuống Bắc 25 nó không có đụng, và khi mình sử dụng cam độ cao là nó không đụng. Cái lòng sim S này rất là bền cho nhiều anh em, bởi vì cái này là mình sử dụng xuyên suốt là 3 năm 4 năm rồi, và những cái lòng nó tới giờ là vẫn chưa kêu cái lòng luôn. Đầu ở đây là mình sử dụng một cái đầu CNC 225 và mình xử lý miệng xúc bắp lại, mình móc lỗ xăng lỗ bô đồ lại cho nó thông thoáng hơn. Rồi cam ở đây là sử dụng cam sim SAG 2000 luôn. Và riêng về phần đầu này là phải có 4 cái phó số bắp, mình xài phó số bắp hãng luôn, đồng tiền mình canh bằng đồng tiền hot cam xịn luôn. Lò xả đầu là mình xài là lò xả đầu Uma. Thì cái này là nó sẽ tùy vô kinh tế của chủ xe. Ví dụ như là như các bạn coi kênh mình nhiều thì đa số là những cái bạn up ở đây là đều không đu bơi, nhưng mà các bạn có nhiều bạn sẽ tùy vô túi tiền của bạn, các bạn lựa chọn cấu hình máy, ví dụ là chất lượng cao hoặc là chất lượng bình dân nó sẽ khác. Cặp bánh cam này bánh cam đang chỉnh để mình gắn vô cam sim SAG 2000 này.
Gen ở đây á, là mình sử dụng tay gen Uma. Đợt này là Winner có tay gen Uma nha. Đó, nói chung là em trai này bỏ thời điểm này rất là đúng, bởi vì có tay gen Uma cho Winner luôn. Và có cái này kêu là cái lọc nhớt của cây gen. Cái này kêu là lọc nhớt, cái máng nhớt ly tâm của cây gen đó nha các bạn. Và bộ tay gen Uma nó bán á, là sẽ có tay gen và có cái máng nhớt này luôn. Đối với những cái xe chạy cũ lâu năm, mình thay tay gen Uma vô, thay cái máng nhớt luôn rất là tốt. Và xe tay gen hết test á, hình như là cũng có này, mình cũng xài, nói chung là mình xài nhiều thương hiệu lắm. Thì bây giờ mình sẽ ráp hết xe lên và mình đi dyno. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào 500 anh em UB, thì đây là ngày đầu tiên xe Winner chính thức nổ máy. Thì khi nổ máy vậy mình sẽ kiểm tra thử là máy có êm hay không, có đụng mít tông hay không, có kêu đồng tiền kiểm tra mình hay không. Và bắt đầu mình sẽ để rô đai. Sau khi mình để rô đai thì mình sẽ cho canh xăng. Và họng xăng này vẫn là đang là họng xăng trên xe luôn ha. Mình để nổ trước xong rồi mình mới xử lý, mình mới đổi ròng xăng và canh chỉnh. Rồi chào mọi người. Rồi chào 500 anh em YouTuber. Thì bây giờ mình tiến hành thực hiện là nâng cấp cho Honda Winner lên 65 Zin Zin Boax M Titan. Thực sự cái bô này rất là đẹp đúng không các bạn. Thì tổng số tiền mình thực hiện bao nhiêu xin giấu kín, chủ xe không muốn nói. Rồi thì ở đây là mình sử dụng là đầu bò Super Hot 225, không phải Ucoso. Đó, đây là đầu bò Super Hot 225, lòng xem SAG 2000. Mình thay một cái dĩa tải sau, mình thay một cục ESO Adesor cho Winner cũ, cấu hành đàng hoàng, một cái lọc gió KN, có gió CNC, kim phun của chủ xe để lại vẫn xài được. Thì dĩ nhiên cái nào là xài được là mình sẽ xài. Ủa, có thay dây con được chưa? Khỏi luôn hả? Rồi thì bây giờ là mình xong hết thì mình sẽ cho các bạn nghe thử. Và thực sự cái bô em này đối với tay khi mà lên cấu hình này á rất là đã, bởi vì cái bô này nổ rất là hay luôn nha các bạn. Nó hay là hay đối với vài người thôi, còn ví dụ nếu nhiều người người ta không có thích mà cái xe ồn ào đồ thì người ta sẽ không thấy nó hay đâu. Trinh đứng đằng trước kia đi để thấy được nó bấm cái nổ. Xe đồ giờ không phải như hồi xưa đâu. Rồi, nẹt vừa thôi, nẹt ồn quá, người ta chửi chết. Rồi, vậy là chào tạm biệt 500 anh em YouTube. Kết thúc xe Winner 65 Zin Zin, chạy nhẹ nhàng, không có đua bơi đấu đá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ, chào 500 anh em YouTube. Thì ở đây á, cũng đôi lời gửi tới các bạn. Ví dụ nhiều anh em á, khi mà làm một chiếc xe mình trong, bất kỳ xe gì, xe Winner nè, xe Edo nè, xe Ed nè, xe Full LED nè, dụ làm xong giờ nhắn tin cho em, anh Tây ơi xe chạy rất là ngon, em mến anh Tây, em thương anh Tây, em yêu anh Tây đồ ghê lắm. Cái tự nhiên vài bữa nữa cái nhắn tin lại, anh Tây ơi anh làm xe ra xe anh làm cho em chạy như con, ủa là sao kỳ vậy ta, sao xe em chạy học chạy đồ chạy như con, ủa là sao ta. Cái mình thì giống như mình đó giờ cũng vậy, nhưng mà có nhiều anh á nói vậy xong thì mình lên á mình kêu anh chạy lên đi em kiểm tra lại cho anh. Có nhiều anh nhắn tin xong vậy á đi mất luôn, mất khách luôn. Thì ví dụ vậy là sao, ví dụ khi mà em giao cho các bạn tình trạng xe xong 100% á, các bạn giờ các bạn đi các bạn có thay đổi gì á các bạn nói với em một tiếng. Nhất là anh em đi chơi quay riêng, chơi full led, ví dụ em làm xong nguyên cái xe vậy á, bô zin cổ bô zin luôn, cái giờ thay cổ bô vô thay cổ titan. Nhiều anh thì thay cổ vô quá nhỏ chạy không được, nhiều anh thay cổ vô quá lớn chạy không được, nhiều anh thay cổ vô xong nguyên cái kêu là gì, cái tổ ong ở trong không lấy ra luôn, hoặc là lấy mất ra hết luôn, nó khác xăng khác cộ liền. Các bạn chơi xe các bạn biết, ví dụ như à khi mà tay làm cho các bạn xong, các bạn giờ các bạn có em yêu khoa học thêm hay các bạn có nghiên cứu cái gì đó thì các bạn nói cho mình để mình biết, mình canh chỉnh lại theo các bạn, hoặc là các bạn nói mình góp ý. Chứ các bạn đừng im, tại vì khi mà một cái xe mình làm á, khi mà xong giao cho các bạn là luôn tròn trị luôn, ngon lành hết. Rất nhiều anh em chơi hút lét nha, khi mà làm xong xe chạy rất là ngon, ngon xong giờ thay cổ titan vô, thay cổ titan vô nói có anh vừa thay cổ titan rồi xong mà bỏ thêm tổ ong nữa. Ví dụ như anh trai này làm Winner xong đúng không, làm xong đi chơi, đây là cái gì, đây là một cái rất là lạ mà đó giờ ít anh em biết đúng không. Nhưng là anh em nào đi thùng xăng lớn á anh em sẽ biết, ví dụ như là do xe này lên thùng xăng lớn 7 lít nè,
thì anh cha này á, cái bơm xăng của mình á, thì khi mà lên thùng xăng lớn nó sẽ cao hơn, thì cái bơm nó bị ngắn lại, thì cái bơm nó ngắn lại thì bắt buộc là cái này là nó nối cho cái bơm dài ra. Thì anh tự lắp ráp ở nhà, thì cái này nó có hai cái chấu, thì anh tự gắn ở nhà nó có hai chấu xong rồi á, anh làm gãy mất một chấu à, anh đây rút anh cột lại. Thì xe mấy bữa mình giao cho anh trai này cái xe chạy á, nó bình thường nó ra đuôi nó không có liệm cái xe xuống, tự nhiên giờ cái này là anh trai không biết nha, thì cái này là em tự thấy, em tự khắc phục lại cho anh trai, em chạy thấy cái đuôi nó cứ liệm xuống không à, mà em canh lại bữa giờ cho anh trai, mà anh trai này rất là dễ thương, em canh lại hoài mà em nói ủa sao cái xe nó cứ liệm hoài à? Mình đo áp xăng, đo áp xăng là thấy có 2,5 kg à, đo áp xăng là mình đo là có đồ đo đèn quẹn, đồ đo áp xăng đồ mày phe ra cho người ta thấy chứ mày. Thì mình đo áp xăng thấy 2,5 kg, bình thường một xe zin nó cũng 3,2 kg, 3,5 kg đồ là thấp nhất, xe độ lên 4 kg luôn á, mà sao xe của anh cha này có 2,5 kg là kỳ, người ta chạy ra đuôi nó hợp xuống hoài, mà nhiều anh em mà ẩu quá để về chạy mà giữ ra đuôi đi tua đồ, giữ ra đuôi hoài lấp chắc luôn, tại lúc đó không có đủ xăng phun nữa đó. Thì độ đo bơm xăng của em thì đơn giản thôi, này tiền em biết thì em mua bộ này em xài đó, mà nó hiệu quả lắm. Thì em đo áp cuối cùng lên gỡ ra thấy cái thùng mà thùng xăng S đa gắn không đúng cách gãy nữa, nó em quên sợi rút còn rớt trong thùng xăng luôn đó. Thì bởi vậy cho nên là anh em nào á, khi mà làm xe á, em mà có thay đổi bất cứ gì thì nhớ nói với em một tiếng để em biết, em canh chỉnh lại giùm các bạn, tại vì xe các bạn làm em canh chỉnh lại giùm, em đâu có lấy tiền đâu, hoặc là mình nói để mà cùng nhau sửa đổi, cùng nhau phát triển, như không mà một cái xe á, khi mà làm xong nó đã không vấn đề gì thì các bạn đi cũng không vấn đề gì, trừ khi các bạn phá gì trong đó nó mới có vấn đề chứ, đúng không? Cảm ơn mọi người.